Thưa các bạn, đây là một ngôi nhà thờ gỗ cổ nhất Việt Nam, lại nằm tại đường Nguyễn Huệ Quang Trung, Nguyễn Huệ Con Tum. Làm toàn bằng gỗ thì thưa các bạn. Tháp chuông cũng rất cao. Nhà thờ này cũng tọa lạc tại đường Nguyễn Huệ, Kon Tum. Vâng, nói chung cột có bằng gỗ luôn. Đây là phía bên trong này thưa các bạn, chúng tôi không được vào. Chỉ được ngắm từ bên ngoài thôi các bạn. Trần nhà cũng gỗ, cánh cửa cũng gỗ, cột cũng gỗ. Nói chung nhà thờ bằng gỗ. Vâng, kể cả sàn này cũng gỗ luôn. Vâng, rất đẹp phải không các bạn? Chỉ buồn một cái là không được vào trong đâu thưa các bạn. Có cây nhãn tuổi chắc cũng không kém gì nhà thờ. Đây là đứng hông nhà thờ nhìn lên cây tháp chuông đấy ạ. Rất cổ kính phải không các bạn? Quá đẹp luôn. Đây là nhà thờ bằng gỗ. Tại Nguyễn Huệ Quang Trung thưa các bạn.
Vâng, có những cây vú sữa có cả hàng trăm năm tuổi. Đây là đứng về phía mé tây của nhà thờ bằng gỗ. Đây là khu trong nhà thờ đây thưa các bạn. Đây là bên trong nhà thờ thưa các bạn. Vâng, sàn toàn bằng gỗ này. Trước mặt chúng ta đây là đường lối lên của tháp chuông. Và trên cao là tháp chuông thưa các bạn. Đây là khu chính tòa. Vâng, rất cổ kính. Tôi và các bạn vừa thăm tòa nhà thờ bằng gỗ tại Kon Tum. Đây đứng về hướng Tây, nhìn tháp chuông này ạ.
Đây là xung quanh khuôn viên. Vâng, bức tượng Maria cũng bằng gỗ luôn thưa các bạn. Những cây xanh bóng mát ở đây rất lớn. Khách du lịch có cả Tây. Rồi. Còn đá Casedon rất to. Đây là cây đại đây thưa các bạn, ở ngoài Bắc gọi là cây đại, trong Nam gọi là cây sứ. Chắc có lẽ cây cũng có tuổi đời cả hàng trăm năm. Còn bên đây là cây bằng lăng. Cây xanh bóng mát này là để xe cho du khách. Vâng, tôi và các bạn vừa ngắm xong nhà thờ gỗ ở Kon Tum trên thân ái, chào các bạn.